cá chép đó chính là cái phương tiện để đưa ông táo lên trời ấy, hay sao? Đó là một cái truyền thuyết ấy, bản thân Salim thì hoàn toàn không có tin. Xin chào các bạn thân mến, tôi là Salim Hamad, tôi đến từ Palestine. Và kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2011, tôi chuẩn bị ăn cái Tết thứ 10 tại đất nước Việt Nam xinh đẹp. Salim là một người vô cùng yêu văn hóa và đất nước Việt Nam. Và Tết chính là cái sự kiện rất là lớn để một người nước ngoài như tôi để có thể gọi là tìm hiểu được sâu sắc hơn về văn hóa con người Việt Nam, phong tục tập quán của người Việt Nam ra sao. Và suốt 10 năm vừa qua thì Salim đã tìm hiểu rất là nhiều cái nét đẹp trong cái truyền thống của Việt Nam ấy. Trong đó ví dụ khi mà các thành viên trong gia đình tụ tập lại trong một cái mâm cơm ăn cùng nhau, rồi lại gắp đũa cho nhau từ người lớn đến người nhỏ, xong là cách lễ phép của người ta với nhau ấy. Rồi lại Salim cũng thấy có nhiều cái thứ nó thật sự rất là hay. Ví dụ nhất là khi mà mình người ta một đứa trẻ con ấy, ví dụ nhận đồ từ bằng hai tay chẳng hạn ấy. Đấy, đó là cái nét đẹp mà Salim thấy nó thật sự rất là hay. Việc thăm nhau và hỏi quan tâm nhau, việc lì xì nè, rồi vân vân và vân vân. Tuy nhiên thì Salim cũng đã thấy một số hình ảnh nó cũng không được cho đẹp lắm ấy. Đấy, trong đó thì cái việc trong cái sự kiện gọi là lễ cúng ông táo ấy vào ngày 23 tháng chạp, đúng không ạ? Đấy, thì người ta lại mang cái túi ni lông mà trong đó có một cái con cá màu vàng gọi là cá chép hay sao ấy. Và sau khi Salim tìm hiểu thì Salim đã phát hiện ra là cái cá chép đó chính là cái phương tiện để đưa ông táo lên trời ấy, hay sao? Đó là một cái truyền thuyết ấy, bản thân Salim thì hoàn toàn không có tin. Nhưng mà đó là một cái tín ngưỡng của người Việt Nam, thì Salim sống ở Việt Nam thì Salim vô cùng tôn trọng nó. Nhưng cái mà Salim thật sự không chấp nhận được, vâng, không chấp nhận được, đó là thả cái túi ni lông trong cái hồ nước ấy, hay là trong cái sông. Salim tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái cá chép thì người ta bảo là nó biểu tượng cho sự thăng hoa, sự kiên trì và bền bỉ và tinh thần vượt khó. Thế là cá chép, tinh thần vượt khó. Thì liệu cái cá chép này có thể vượt qua được cái túi ni lông không? Thì có thể năm nay là sẽ được đấy, bởi vì Salim cũng thấy bây giờ mọi người vừa rồi ấy, đến thả cá chép ở trong sông thì người ta lại cũng không vứt túi ni lông nữa. Nhưng lại có một cái vấn đề lại có khi lại lớn hơn cơ. Người ta lại mang cái tro ấy, cái tro là cái than mà sau khi người ta đốt vàng mã xong ở nhà đấy, xong rồi mang cái tro đó ấy và tha trong sông. Thì cuối cùng vẫn là ôn niệm và làm bẩn cái nước sông và nước hồ ấy. Đấy, nên thì Salim cũng không biết nói như thế nào. Nhưng mà theo mình ấy, là một người sống ở Việt Nam và yêu đất nước Việt Nam, yêu cái môi trường này, yêu cái đất nước xinh đẹp này ấy, thì Salim nghĩ rằng là chúng ta nên phải có ý thức lớn về việc môi trường xung quanh và phải quan tâm đến nó. Bởi vì cuối cùng chúng ta vẫn tồn tại và sống tại một cái đất nước là như vậy, đúng không ạ? Đấy, và trái đất này là của chúng mình, chúng ta phải bảo vệ nó chứ, đúng không ạ? Đấy, nên mỗi người thì Salim thấy vô cùng vui khi mà thấy mọi người bây giờ ai cũng thật sự có ý thức rất là cao và không vứt cái túi ni lông nữa. Nhưng mà lại vẫn có một số người lại vứt cái tro, cái than ấy ở trong nước ấy. Nên Salim rất là mong mọi người đấy, cùng nhau có thể có những cái nói thế nào nhỉ? Đấy, không vứt cái gọi là tro hay là than vào nước nữa, bởi vì nó làm bẩn cái nước sông hay là nước hồ. Hưởng ứng chiến dịch thả cá không thả túi ni lông nhé. Mỗi độ Tết đến xuân về, dù người ở xa xứ hay sinh sống ngay trên đất mẹ, vẫn khắc khoải tìm về hương vị Tết quê nhà. Thưởng thức vị Tết quê hương cũng là một cách ta tìm về với những hồi ức đẹp đẽ, nuôi dưỡng tình cảm gia đình và niềm tin vào những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Tết Nhâm Dần, Salim chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, đầy niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Vạn sự như ý, chúc mừng năm mới.